Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại ở đây mình đang có một combo, nhưng mà combo này không phải cái mà nội dung trọng điểm ở trong video ngày hôm nay. Cái trọng điểm mình muốn nói tới đó chính là CPU thế hệ 4 của AMD, hay cụ thể dòng 4000 series. Với dòng AMD Pro này, kể cả Ryzen 7 Pro, Ryzen 5 Pro hay Ryzen 3 Pro thì đều hỗ trợ các tính năng bảo mật, thì cụ thể ở đây sẽ là công nghệ bảo mật của AMD, các em gì mã hóa AES 128 bit tích hợp, hỗ trợ các tính năng bảo mật của Windows 10 Enterprise và hỗ trợ các tính năng khác. Nói chung có rất nhiều tính năng thì mình sẽ hiển thị ở trên màn hình. Thì các tính năng này ấy, nếu như bạn là người dùng thông thường thì có thể các bạn sẽ bỏ qua, nhưng đối với bạn là người dùng doanh nghiệp ấy, thì tất cả những tính năng này nó sẽ mang lại những cái công việc, những cái hiệu quả hay thậm chí là bảo mật về thông tin của bạn tốt hơn khi so với dòng CPU thông thường. Vậy là chúng ta đã đi nhanh qua cái chữ Pro trong ga đằng sau chỗ CPU kiểu Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3 đều có chữ Pro, chúng ta đã đi qua chữ Pro rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào thông số. Thì đầu tiên sẽ là Ryzen 7 Pro 4750G 8x16 luồng, xung nhịp turbo tối đa có thể đạt được là 4.4 và TDP là 65W. Ryzen 5 Pro 4650G 6x12 luồng, xung nhịp tối đa có thể đạt được là 4.2, và cuối cùng là Ryzen 3 Pro 4350G với xung nhịp tối đa là 4.0. Thì quan trọng đấy, cái TDP này các bạn nhìn thế này, cái TDP này ấy, nó không phải là cái mức điện năng tiêu thụ tối đa của CPU. Có thể ở đây Ryzen 3 Pro các bạn nhìn thấy 65W thì đồng nghĩa với việc là có thể chạy được 65W. Tuy nhiên các bạn nhìn lên đây này, đến với Ryzen 7 thậm chí cái mức TDP này nó sẽ lên được đến 125W. Cái này chỉ là thông số gọi là khi AMD đưa ra thôi, nó sẽ chạy được đúng 65W khi CPU đạt được ở 3.6GHz trên toàn bộ là 8 nhân. Thì cái này các bạn phải lưu ý một chút để có thể lựa chọn tản nhiệt sao cho nó phù hợp, bởi vì mình biết mặc dù là AMD có tặng sẵn tản nhiệt mà nó có thể ngon nghẻ, nhưng đối với những bạn ấy mà yêu cầu một cái hiệu năng tản nhiệt tối ưu hơn thì các bạn có thể mua thêm tản nhiệt rời sao cho nó phù hợp nhất. Thì Ryzen 3, Ryzen 5 chúng ta có thể bỏ qua vấn đề về mua tản nhiệt rời, nhưng đối với Ryzen 7 thì mình khuyên vẫn nên mua tản nhiệt rời, hoặc là bạn thích tản nhiệt stock thì cái này tùy mỗi bạn thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào nhân vật chính của chúng ta, bởi vì mình có mỗi nhân vật chính ở đây thôi, đó là Ryzen 3 Pro 4350G 4x8 luồng. Nói chung là về mặt thông số nó sẽ tương đương với Ryzen 5 3400G. Các bạn thấy cách nhau khoảng 1-2 năm thôi, mà bây giờ từ Ryzen 5 nó xuống Ryzen 3 rồi, mức giá của nó cũng rẻ hơn nữa, khi mà mẫu CPU nó chỉ loanh quanh mức giá khoảng từ 3-4 triệu. Chúng ta sẽ cạc đồ họa tích hợp ở trong đây, và để được test được hiệu năng của mẫu cạc đồ họa tích hợp này mình sẽ sử dụng RAM, đó là RAM bus 2666 bus 3000 và 3200, và sẽ sử dụng hai thanh RAM dual channel để tận dụng được tối đa hiệu năng. Thì trước khi đi vào phần trải nghiệm hiệu năng ấy, thì mình sẽ có một số lưu ý như này. Thì đây là cạc đồ họa tích hợp của AMD ấy, nó không giống như thế hệ trước thì AMD hay nói kiểu là Vega 3, Vega 5, Vega 8 hay Vega 10, thì ở đây nó chỉ gọi chung là Vega thôi, bởi vì là AMD đã có tinh chỉnh một chút trong cạc đồ họa tích hợp rồi. Thì cạc đồ họa tích hợp thế hệ mới này, thứ nhất nó sẽ mát mẻ hơn, cái thứ hai hiệu năng sẽ cao hơn. Tuy nhiên nó sẽ bị phụ thuộc vào bus RAM nhiều hơn, tức là nếu như các bạn có một kit RAM khoảng độ 2133 là kit RAM thấp nhất thì hiệu năng nó chỉ ở mức gọi là thấp nhất thôi. Nhưng nếu như các bạn có những bộ kit RAM có đến tận 4400MHz cơ, thì khi đấy hiệu năng nó gọi là cải thiện rất nhiều lần, có thể thấy tối đa 2 lần khi so với 2133 thông thường. Tuy nhiên thì mình biết không phải ai cũng có tiền đầu tư cho những bộ kit RAM như vậy, thế nên bây giờ các bạn hãy xem màn trải nghiệm hiệu năng, xem đâu là kit RAM các bạn phù hợp nhất.
Và để tiếp tục câu chuyện chúng ta thì vấn đề chọn main như nào cho nó phù hợp. Các bạn hoàn toàn có thể chọn được bất kỳ cái main nào các bạn thích. Thì cụ thể ở đây mình đang có mẫu main đến từ Asus B550 Strix. Đây các bạn nhìn thấy thì khả năng cấp nguồn này, cái số phê điện nó này. Thậm chí mình nghĩ cái mẫu main này nó có thể gánh được cả CPU Ryzen 9 3950X. Anh em biết đấy, CPU Ryzen 9 nó nhiều nhân, nó nóng như nào. Thì cái mẫu main này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai khe DDR2 có sẵn heat sink tản nhiệt này, các khe X16, kích thước X16 nhá. Đấy, đấy đều được bọc thép để gia cố thêm. Cũng với đó là 4 khe RAM thì các bạn cắm sao cho nó phù hợp thôi. Vấn đề OC RAM nữa thì như các bạn vừa thấy rồi, mình sẽ có một số các điểm lưu ý như này. Thì đối với những các bạn nào mà mua cái bộ combo này, ví dụ như kiểu là CPU Ryzen 3 Pro 4350G này, các bạn phải chú ý vào phần BIOS ở trong tất cả các loại main ấy, bật tính năng XMP lên để có thể kích hoạt bus RAM sao cho phù hợp nhất. Đấy, như các bạn nhìn thấy bus 3200 là bus có hiệu năng gọi là cao nhất, còn 2666 thì đương nhiên rồi, bus RAM thấp thì hiệu năng nó sẽ không đáng là bao cả. Thì toàn bộ các phần test game hiện rồi ấy thì có thể các bạn sẽ thấy là mình test hơi nặng một chút. Tuy nhiên các bạn phải thông cảm với mình bởi vì mình test các tựa game đấy nó có phần benchmark, rồi khi đấy các bạn sẽ nhìn được cái hiệu quả thực tế như nào, và mình test trên độ phân giải là HD thôi. Thì dù sao ấy, các cả đọa tích hợp của AMD gọi là tốt nhất khi chiến game trên độ phân giải HD. Còn nếu Full HD thì tất nhiên chúng ta vẫn chiến được như kiểu Liên Minh Huyền Thoại ấy, Full HD chúng ta vẫn chiến ok, nhưng mà FPS của nó gọi là ở mức tạm ổn để có thể chơi thôi. Và nếu như các bạn quan tâm tới một combo sử dụng CPU Ryzen 3, Ryzen 3 Pro 4350G, đi một mẫu main nào hay là đi với mẫu RAM hay một vỏ cây nào cho nó phù hợp nhất, thì đường link sản phẩm mình sẽ xây dựng sẵn một cấu hình, các bạn chỉ việc click vào và chọn mua thôi. Và các bạn muốn mình làm gì thêm với mẫu CPU Ryzen 3 Pro 4350G này, hãy để lại comment bên dưới. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau.